nó đầu này cuối không được. Thầy cuối được rồi, dừng cuối thử coi. Ngồi đứng dậy lại đi không được. Rồi về làm thử đi, làm đi cuối thử coi. Cuối tới đó rồi. Rồi về ngồi xuống đứng dậy coi, bước tới chút xíu ngồi xuống đứng dậy. Ngồi xuống đứng dậy được. À, nhưng mà cuối xuống thì khó, rồi đứng dậy. Ok, rồi đi lại sao? Đi lại được. Đi lại bình thường. À, không có gì hết. Ok, rồi quay lưng lại. Rồi, dầm tay lại. Tay kia dầm lại. Đó. Ủa, ngon lành. Cái này. Rồi, ngon lành. Mọi người biết sao? Khi mà dầm tay lại mà ngon lành thì khổ cái gì này, chỉ bị cái lưng lại. Rồi, ngoài đây đi. Rồi bị lúc nào? Hai ba năm nay. Và lúc đầu bị sao? Hay là bị té, bị gì? Hay là tự nhiên? Té xe tải tông bất tỉnh vào bệnh viện, cái khúc tươi giữa đó không biết gì, không biết gì hết. Chính cái đó là nó bị làm đó rồi. Từ trước gì bị đau vậy, nếu mà đi có bị co giật không? Co giật có gì không? Rồi kiêng vắt nặng, kiêng vắt nặng sách hai gái khoảng 60 kg. Rồi chết ông rồi, em chết là phải rồi. Bây giờ ta quy định là dưới 30 kg là hết rồi, không chơi 60 kg là ông chết rồi. Hai can này, hai can canh 30 kg, hai can 60 kg. Ông mang hai can xăng lậu á. Chạy xăng lậu. Chạy rồi, tôi tiêu rồi. Bây giờ phải bỏ cái gì mà không được. Rồi mấy ngày nay có nhịn ăn hút không khí gì không? Vô tư. Làm luôn? Làm luôn. Rồi giỏi. Nhưng mà thấy dễ chưa không? Dễ. Chính là cái đó là mới ăn tiền. Ok, rồi. Người nào làm bao nhiêu năm? Không nghĩ tới lúc mà phải lên đoạn đường này hả? Ok bạn. Thôi. Thôi hy sinh gì thật chỉ lương tâm nha. Mềm nào đừng gồng. Ông gồng mà là ông sợ chết. 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 Chết không? Ở tôi nói đừng có gồng. Không có hôm nào đẹp như hôm nay, cái này lạ đã không em? Ôi trời ơi. Giờ đâu, bây giờ nghĩ có chuyện gì hấp dẫn gì phải không? Ok, rồi quay qua đây. Đó, ngon lành bạn. Ngon lành cái nào? Ai biểu coi YouTube. Đấy không? Ta bệnh ta đi mổ cho rồi đi. Thấy không? Bò lên đây chi? Bò lên chi? Đấy. Rồi nằm qua đây. Rồi chân gì dài ra đó vậy đó. Để đây cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh mà rung. Tôi nói cho mọi người nha, tôi là làm cho mọi người tôi bị mệt lắm đây nè. Tự nhiên cái cục đỏ bị đầy, tôi không biết tại sao này, tôi mới phát hiện ra tại đè vô cái mông meo này vậy. Ngồi này mẹ cái đầu gối như chứng đó là rất là khổ kia cực nha. Dạ. Trời vô luôn, không có vấn đề gì hết, sao? Vô luôn, vô luôn, vô luôn. Rồi nằm xuống là sắp. Rồi ốp mặt cái này. Biết làm rồi em. Đấy, rồi, xuôi tay xuống. Cái nữa để cho bia hết rồi, bia ngon rồi. Em thấy nhấc đầu lên cái ông gồng. 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 Rồi, bước xuống được rồi đó. Coi hôm như có hôm nào đẹp như hôm nay em. Rồi, bước xuống. Rồi, bia nó cảm tưởng đi. Trời ơi, sao? Trời ơi. Sướng gì đâu. Dễ chịu ha. Muốn mềm lại thì phải thực hiện cái nhịn ăn. Trong cái thời gian nhịn ăn xong á, thì nó tái cấu trúc cột xương lại là phải chịu phải trồn đã trực tiếp với đẹp. Ok. Rồi. Thôi cảm ơn. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại
Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.